Seon Jae-bin, tình mới của Song Joong-ki, hài hước với màn đồng chạm gây bão cực mạnh. Nhiều người bắt đầu công nhận nữ diễn viên Seon Jae-bin nhờ nhân vật hài hước và xuất sắc của cô ấy trong vai Hong Cha-yeon trong bộ phim truyền hình Vincenzo. Vai diễn mới mẻ của cô thực sự khiến khán giả dễ dàng chào đón. Sự hài hước của Seon Jae-bin khiến mọi người vô cùng thích thú. Nữ diễn viên cho thấy sức hấp dẫn của mình trong mỗi tập của bộ phim. Seon Jae-bin mang đến những hương vị mới trong vai diễn mà cô thể hiện. Nữ diễn viên cũng có thể dễ dàng kết hợp tốt với các bạn diễn của mình. Và điều ấn tượng hơn là Jae-bin đưa ra những đề xuất sáng tạo để thêm hương vị cho các cảnh quay của mình. Như cảnh gần đây của cô ấy với Song Joong-ki đã được thực hiện như thế nào? Trong cảnh quay hậu trường mới nhất mà TVN phát hành, dàn diễn viên Vincenzo đã thể hiện sự ăn ý tuyệt vời với nhau. Trong phần đầu tiên, Hong Cha-yeon, Seon Jae-bin đóng và Vincenzo Song Joong-ki đóng đã rất tập trung tập lại phần cảnh ôn của họ. Nữ luật sư liên tục thử các cách tấn công khác nhau để làm thế nào cô ấy có thể thể hiện thành công góc vào vị trí thích hợp để ôm nam ngôi sao. Sự hài hước của cô ấy giữ cho bầu không khí lành mạnh và thậm chí đạo diễn cũng thích thú với những gợi ý của cô ấy để làm cho cảnh quay tốt hơn. Một điều khiến khán giả thích thú trong tập 12 là khi Hong Cha-yeon thắng cược và đánh bại Vincenzo. Song Joong-ki giật mình vì tác động mà anh nhận được từ tay Seon Jae-bin khi cô búng trán anh. Anh ấy thậm chí không thể nói một lời nào và thay vào đó lại cười. Bên cạnh tính cách có phần overreact thì Hong Cha-yeon còn là một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và nét quyến rũ độc nhất vô nhị. Chưa quá nổi đình nổi đám như Gu Moon-young hay Jo Ji-seo, nhưng chắc chắn Hong Cha-yeon đã ghi danh mình trong danh sách những nữ chính ấn tượng nhất truyền hình Hàn Quốc năm 2021. Qua rồi cái thời nữ chính phải hiền lành, dịu dàng, ủy mị, thước tha. Giờ đây muốn gây được chú ý thì các nàng nữ chính phải thật mạnh mẽ, cá tính và dám yêu, dám nói. Điên nữ Hong Cha-yeon chắc chắn đã và đang gây chấn động màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với sự xuất hiện đặc biệt của mình. Mới đây, Song Joong-ki, Seo Jae-bin và Taeseon 2PM còn có buổi quảng bá phim trên kênh của The School. Mặc dù đoạn video chỉ kéo dài một phút nhưng lại gây bão cực mạnh trên Twitter chỉ vì màn động chạm của Song Joong-ki và Seo Jae-bin. Theo đó, trong chương trình, dàn diễn viên đã trả lời một vài câu hỏi do fan gửi đến. Lúc này vì quá vui, Seo Jae-bin bất ngờ ngồi sát vào người của Song Joong-ki, tạo nên một khoảng trống đối với anh chàng Taeseon. Về phía Song Joong-ki cũng không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí anh chàng liên tục bày trò để chọc cười Seo Jae-bin và Taeseon. Có thể nói, Vincenzo là cột mốc lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của Seo Jae-bin. Việc sánh đôi cùng Song Joong-ki khiến cô được chú ý ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu dự án. Rất nhiều bài báo được tung ra, khán giả bắt đầu bàn tán về cô nàng. Nhiều người dự đoán rằng Seo Jae-bin hẳn là một nữ diễn viên thuộc trường phái thực lực và màn thể hiện của cô nàng trong Vincenzo sẽ vô cùng xuất sắc. Vincenzo, dự án hợp tác đầu tiên của Song Joong-ki và Seo Jae-bin. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1989 đảm nhận vai luật sư tài giỏi, cá tính và có tính cạnh tranh cao Hong Cha-yeon. Song Joong-ki đảm nhiệm vai Vincenzo Cassano, một luật sư của mafia Ý chạy trốn đến Hàn Quốc sau cuộc chiến giữa các băng đảng. Khi trở lại quê hương, anh tình cờ gặp Hong Cha-yeon và nhanh chóng yêu cô. Mối tình chớm nở giữa lúc hai người đang theo đuổi công lý khiến họ phải đối mặt nhiều thách thức khó khăn. Ngay từ khi lên sóng, Vincenzo liên tục lập kỷ lục rating. Tập 12, phim đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 10,7%. Chiếm vị trí đầu tiên trong khung thời gian lên sóng trong nhóm độ tuổi người xem quan trọng từ 10 đến 59 tuổi.